Rồi xem một chút về tướng Pháp đã nhé. Cái tướng Pháp là cái điều rất là quan trọng, nó thể hiện được cái thần thái của người ta. Đấy, mấy cái ông mà CEO đấy, ông tuyển nhân viên đấy, thì ông cũng nhìn cái thần thái đối diện. Nhưng mà đâu phải ai cũng xòe được bàn tay ra cho mình xem đâu. Đấy, đúng không? Trước tiên cái trán của chị cao. Đấy, đầy. Thể hiện là người thông minh, có trí tuệ. Kèm theo cái cặp mắt đen láy, cái lòng đen rất là đen. Đen như là cái hạt nhãn luôn đấy, thể hiện cũng là người thông minh, làm cái gì rất là kỹ lưỡng, đấy, tính toán rất giỏi và cá tính sẽ vô cùng mạnh mẽ. Cái đôi mắt này nó đi với cặp trán này là vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán lắm, đấy, tưởng chừng như là cái thằng đàn ông vậy, không khác cái thằng đàn ông nào. Những việc gì con trai làm được, đàn ông làm được, mình có thể làm được, không ngại khó, không ngại khổ. Và đây cũng thể hiện là người có cái tôi rất là lớn và có khát vọng lớn, tham vọng rất là nhiều, và bản thân sẽ đạt được cái điều này chắc chắn. Bản thân của chị thì ít sự nữ tính lắm, ít tính âm lắm, mà tính dương thì nhiều. Tính dương thì đại diện cho gì? Vươn lên, mạnh mẽ, quyết đoán, cứng rắn, tham vọng và có tính hướng lên, và pha chút nóng này nữa. Ê, còn bình thường một người phụ nữ ấy có tính âm là sao? Nhu hòa, hiền dịu, dịu dàng, biết chấp nhận, rồi lui về hậu phương. Nhưng mà chị lại không có cái tính âm của người phụ nữ, có nhưng mà rất ít, nó chỉ là phút chốc thôi, về sau nó bị cái tính dương nó đè đi hết rồi. Tính đàn ông nhiều hơn tính phụ nữ, tính dương nhiều hơn tính âm. Chính vì cái điều này nó khiến cho cuộc sống hôn nhân của chị rất là mệt mỏi, rất là đau khổ, rất là chán. Bởi vì người đàn ông có tính dương mà lấy hoặc đến tìm hiểu với một người phụ nữ có tính dương thì sao? Nhẽ hai thằng đàn ông ôm nhau ngủ à? Hai thằng đàn ông quen nhau à? Một thời gian sau nó va nhau rồi cũng toang thôi. Đó sẽ là lý giải tại sao cho tới thời điểm hiện tại 35 tuổi đầu rồi vẫn chưa có chồng. Và số này em tin chắc với chị là có lấy được cũng bỏ. Có lấy được cũng bỏ thôi. Không có thể nào được bền lâu. Chắc chắn là như vậy. Mình là người có cái tôi lớn, lòng tự trọng lớn. Yêu ai, thích ai thì sẽ tìm kiếm họ, lấy họ, giành giật họ cho bằng được. Như khi bản thân của họ khiến cho mình phật lòng thì thôi, đạt luôn, không suy nghĩ. Không có cái từ lụy ở trong bản thân mình. Thì đấy, nó là một cái điều bất lợi đấy nhá. Mà phụ nữ có tính âm thì sao? Bao dung, che chở, vị tha, hiểu không? Nhu hòa. Như cái này chị rất là thiếu. Chị thấy lời em nói nãy giờ về con người cũng như tính cách của chị đúng hay sai? Mình có điều chỉnh được không ta? Như đúng hay sai đã. Thì nói chung mình cũng mạnh mẽ. Thì tính dương mà, tính dương đại diện cho mạnh mẽ mà, tính âm là nhu hòa, nhu thuận mà. Nói trúng phóc luôn ấy. Mới chỉ nhìn qua nhân tướng thôi nhé, mà chị bảo là không coi video được rất là khó. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, làm sao mà điều chỉnh được đây, khó lắm. Chị có thể điều chỉnh được có quá lắm là 2 tháng, sang tháng thứ ba nó lại bột phát ra, rất khó. Cứ giữ tính cách này thì nó sẽ tốt cho đường công danh, sẽ thành công và thăng tiến. Như nó sẽ là con dao 2 lưỡi, nó đâm chọc thẳng vào gia đình của mình. Thứ nhất là gia đình của bản thân mình. Ở chuyện hôn nhân nó sẽ không bao giờ trọn vẹn được. Và tiếp theo nó sẽ khiến cho cái gia đình lớn lớn của mình, tức là ba mẹ của mình, những người xung quanh của mình không vừa lòng với mình. Hình như sẽ có cái sự thành kiến đối với mình, hiểu chưa? Thì con đấy nó dữ quá, con đấy nó ghê gớm quá, nó đánh đá quá, kiểu vậy. Đấy, nó là một cái sự hạn chế rất lớn đấy. Công danh thì cực kỳ tốt, phụ nữ mà có tính này nên ở độc thân và phát triển sự nghiệp thì thành công vô đối luôn. Nhưng mà đối với gia đình nhỏ cũng như gia đình lớn, gia đình nhỏ là cái gia đình vợ chồng, hôn nhân, con cái thì nó lại xấu. Và gia đình lớn là gia đình với ba mẹ, anh chị em, người thân, nó cũng xấu. Đấy, đó mới là cái đáng buồn. Trừ khi chị hạ cái tôi xuống và bớt công bớt việc lại, là đúng đích thực của một người phụ nữ.
giảm cái dương lại, tăng cái âm thêm, nhu hòa, nhu thuận, nhường nhịn và âm dương đúng lúc. Có nghĩa là dương trong công việc thôi. Cái công thức dương đấy trong công việc thôi. Như khi về đến nhà với gia đình, với bạn bè, với người thân thì phải âm lại, nhu hòa, nhu thuận lại. Như kiểu là sống hai mặt đấy. Phải ráng được như vậy thì mới mới sao? Thì mới có được hai thứ song hành, đó là tình cảm cũng như công việc. Chứ mà tất cả mọi thứ trong cuộc sống chị đều cứ áp dụng theo cái công thức dương dương mãi vậy, không thể nào đập vào mắt em, nhìn với cái trán với cái mắt là biết rồi. Rồi đều là những cái tướng của những người phụ nữ độc thân lâu năm. Đấy, hoặc những cuộc tình đến một cách chóng vánh, hoặc đến phút 89 rồi vẫn bỏ nhau như thường, tưởng chừng như ồ chuẩn bị cưới hỏi đấy, ồ ra mắt rồi đấy, nhưng rồi đến phút cuối lại đứt kiểu vậy. Bởi vì cái tính dương nó cao quá, nó trội quá. Đấy, không phù hợp với gia đình. Gia đình thì một âm một dương nhé. Đấy, có rất nhiều gia đình vợ chồng suốt ngày cãi nhau, suốt ngày cãi nhau nhưng không bỏ được, họ vẫn là một gia đình. Bởi vì sao? Chồng cương, cứng rắn, mạnh mẽ, nhiều khi bảo thủ gia trưởng, nhưng người vợ lại có tính âm, nhu hòa, nhu thuận, nhịn nhục. Dù khắc khẩu nhưng họ vẫn nhịn được, vẫn ở được. Bởi vì là một âm một dương. Còn bản thân chị thì dương quá, lấy thằng nào cũng vậy thôi, trừ khi kiếm được một thằng đàn bà có tính âm. Nhờ vào phước chị không đủ. Kiếm được một người đàn bà có kiếm được một người đàn ông có tính âm là sao? Là nhu hòa, nhu thuận, ở nhà giặt quần áo cho mình, lo lắng cho con cái, hiểu không? Rồi khi thấy mình nóng là người ta sẽ xìu xuống, hiểu chưa? Người ta biết nhường nhịn. Nhưng mà kiếm người đàn ông được cái tính cách như vậy khó như tìm kim đáy bể. Mình phải có phước lắm mình mới đạt được cái điều này, hiểu chưa? Nhưng mà xã hội này cũng không thiếu. Chắc năm nay chị 35 tuổi rồi, chắc chị cũng đã gặp những trường hợp mà có những người phụ nữ trong gia đình họ rất là quyết đoán, mạnh mẽ, họ sẽ là trụ cột, họ sẽ là người tranh thủ ra kiếm tiền. Còn khi đi về nhà họ thì ông chồng cũng đang giặt giũ, đang trông con, đang cho con ăn. Đấy, bởi vì sao? Họ có phước. Như bản chị, thân chị thì lấy đâu ra phước để đạt được cái điều này? Vậy bản thân mình phải thay đổi thôi. Đấy là tổng quan chung nhé. Tiếp theo về công việc, năm nay 35 tuổi, vận niên sao Thái Bạch là ngôi sao rất xấu. Nó khiến cho công việc của chị năm nay sẽ gặp rất nhiều áp lực, khó khăn, cản trở, đủ thứ hết. Năm nay trong đầu mà đang dự tính muốn làm hay muốn triển khai cái gì, dẹp hết qua một bên, đừng có làm, thất bại đấy. Làm bé đấy, làm bé. Năm sau được chưa nhỉ? Năm sau được, năm sau thì được. Năm nay kể cả cái việc nhỏ nhất đối với mình làm nó cũng khó, nó cũng trục trặc, chứ đừng nói những việc lớn. Năm sau thích làm gì thì làm. Còn về kinh tế của chị sau này sẽ rất là khá, tài lộc rất tốt ở trong cái mẫu bàn tay này. Người phụ nữ mà có tính dương cao thành công rất là lớn, đây là cái điều không thể phủ nhận. Rồi nêu cảm nghĩ đi. Không, tại vì mình vẫn có con á, thành ra là nghe chuyện mình phải kiểu mình thay đổi chứ làm sao mà công việc nó là một phần cũng quan trọng, nhưng mà nếu mà chỉ có nó không thì đời sống mình nó cũng mất cân bằng. Vâng. Thế thay đổi đi, thay đổi bản thân đi. Nói chung là mình vẫn thay đổi được đúng không? Cái điều mình quan tâm là vậy thôi, chứ còn mình nếu mình cố gắng thì mình vẫn 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 thay đổi được đúng không? Chính xác, chính xác. Chắc là cũng nhiều người bình luận với chị ba mẹ hay người thân hay bạn bè cũng bảo chị con này mạnh mẽ quá đúng không? Rất nhiều Thì người. cái công việc nó đòi hỏi mình phải như vậy mà. Cái công việc nó mình không mạnh mẽ thì những nhân sự này nọ ai lo, mình cứ đóng cái vai đó trong nhiều năm trời thì tự nhiên nó áp vào người rồi. Vì thế làm sao phải sao thay đổi công thức. Không thể nào áp dụng công thức đó cho mọi hoàn cảnh được. Tùy từng hoàn cảnh thôi. Về gia đình mình phải khác. Như cái này thì khó lắm. Khó ơi là khó. Chia chứ. Có rất nhiều gia đình em cũng đã xem cho họ. Vợ làm kinh tế rất giỏi, chồng làm kinh tế rất giỏi. Nói chung ra đường thì chả ai chê được một cái điều gì cả. Như khi về đến nhà, bực dọc cái chuyện gì ở công ty, ở nơi làm việc, bắt đầu là
đâm ra dậm cá chém thớt, một hai bận thôi cãi nhau lên rồi chia tay thôi. Ví dụ như mà chị với lại người mệnh thủy thì có thành được không? Sao mà thành được, thổ thủy tương khắc, đất ngăn nước. Chị 90 mệnh thổ, người ta chả biết sinh năm bao nhiêu mệnh thủy, nhưng mà thổ thủy tương khắc sao tới nổi. Không chỉ ngăn cản từ cái cung mệnh mà còn ngăn cản từ gia đình hai bên nữa cơ. Cái đường tình duyên mới là cái thứ đau đầu nhất của cuộc đời chị đấy. Ừ. Còn đâu là chị kinh tế này kia là chị ổn đúng không? Chả phải lo nghĩ gì. Chị cũng giữ tiền được đúng không? Đúng rồi. Năng lực kiếm tiền của chị rất tốt. Người phụ nữ có tính dương cao mà, khả năng kiếm tiền rất là giỏi. Và ra đời sẽ gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, và họ sẽ gặp rất nhiều cái sự thành công, may mắn trong công việc, bởi vì họ dành nhiều thời gian cho nó. Trên mạng gần đây có rất nhiều những cái Facebook ăn cắp clip của mình để đi lừa tiền tất cả các bạn. Vì thế hôm nay mình tạo ra cái clip này để cảnh báo với các bạn. Nếu có Facebook nào mang tên Nguyễn Nhật Anh mà chủ động liên hệ nhắn tin với các bạn, tiếp theo là gửi những cái hình căn cước giả của mình cũng như người thân của mình qua, và yêu cầu các bạn phải chuyển tiền vào số tài khoản đứng tên người khác, thì chắc chắn đây là Facebook lừa đảo. Các bạn hãy lưu ý, mình chỉ dùng một số tài khoản duy nhất mang tên chủ tài khoản là Nguyễn Nhật Anh, Ngân hàng Vietcombank nhé. Mọi hình thức giao dịch chuyển tiền vào số tài khoản mang tên người khác đều là lừa đảo. Và có một cách chắc ăn hơn là các bạn hãy gọi video xác nhận chính chủ đúng mặt mình rồi hãy chuyển tiền, thì sẽ tránh được cái sự thiệt thòi cho các bạn.